cha 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 la 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 la. Trời ơi, đại ca đi đâu mà chậm chạp quá vậy? Thấy em không như siêu nhân vậy nè. Em xách mà em cứ đi như bay không hả đại ca? Trời ơi, lẹ đại ca. Sắp tới rồi đó. Ở đâu vậy đại ca? Giờ tao. Trời ơi, đi. Người ta xách vậy nè, mà người ta đi nhanh. Ngồi nghỉ mệt đi đại ca. Đi chi mà không nghỉ gì hết á. Làm gì vậy? Mời đại ca. Lố lăng. Dạ. Trời ơi, em đi em mệt muốn chết luôn á đại ca. Trời ơi. Ê, em mở cho đại ca á đại ca. Dạ dạ dạ. Sắp tới chưa? Sắp tới rồi đại ca ơi. Bây giờ mình đứng lên mình. Đại ca ơi. Cái gì? Ăn cướp. Đại ca hãy bảo vệ em. Bảo vệ em đại ca ơi. Đại ca. Ê, làm cái gì vậy? Tao thuê mày về đây bảo vệ tao mà. Em mày... bảo vệ đại ca. Mày làm cái gì vậy? Em sầu riêng nè. Ồ, sầu riêng. Annyeonghaseyo. 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 Motorola, Suzuki, Yamaha. À mà em có biết nói tiếng Việt không? Vậy là anh biết nói tiếng Việt hả? Trời ơi, sao nãy giờ anh không thấy sớm? Làm em suy nghĩ cái gì mà ù ba rồi ù bú gì mà tùm lum tùm la hết, mệt muốn chết à. Em biết nói tiếng Việt, anh nói tiếng Việt đi. Ừ. Anh xin tự giới thiệu với em. Anh là Kim Jun Chan. Anh là Việt Kiều Hàn Quốc. Anh mê em từ hình những tấm ảnh ở trên mạng. Những tấm ảnh đó rất là baby, lovely, lovely, sexy, sexy. Anh sẽ cưới em một ngày gần nhất có thể. Đưa em qua bên kim chi sống. Và anh sẽ đưa em bên xứ sở kim chi sống. Thiệt không anh? Nhưng mà nếu qua xứ sở kim chi sống, em phải biết rất là nhiều thứ này, như là tiếng nói Hàn Quốc này, phong tục tập quán này, nấu ăn này, và cả trang phục truyền thống và vân 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 vân. Ôi sao nhiều quá vậy? Anh nói là anh thương em, anh muốn cưới em thì anh cưới đại đi chứ, cái gì mà học gì tùm lum tùm lá thôi. Em không học đâu, học mệt lắm, em không học nổi đâu. Nhưng mà bên nhà anh rất có rất là nhiều người, ba mẹ anh này, ông bà anh này, anh chị của anh này. Vậy nên biết tất cả những thứ đó để sau này á chúng mình không phải ly dị. Vậy bây giờ em phải làm gì? Anh sẽ chỉ cho em, nhưng mà em phải làm cho được đó nhé. Kỳ cục vậy? À! Oni! Kumchimita! Annyeonghaseyo!
người có yêu quý một quả lệ chi ngọt liệm. Chết rồi. Trời ơi, lâu lâu con hát cầu sến mà nó làm con quê dễ sợ vậy đó nội. Cái gì vậy? Từ từ nói, qua đây chị hát cho em nghe. Nội ơi, chị hai ơi. Cái gì vậy? Rảnh, ngày nào rảnh là mơ đưa con sầu riêng đi khám liền giùm em cái đi. Cái gì? Rồi, con này bị điên hả? Nặng quá rồi. Nè, ngồi xuống. Chị hỏi em một câu thôi. Ngày nào mà em không tạo sóng gió trong gia đình, không gây bão dư luận thì em không sống nổi hả Dừa? Chị không chị, cái bão kia nó còn mạnh hơn cái bão này của em lận đó. Nè, tự giờ mày nói sầu riêng, mày nói gì hoài mà mày làm cái gì vậy? Mày điên hay làm gì vậy? Không, con sầu riêng mới là con điên. Trời, ở nhà thì em điên vô địch. Em mà hạng nhì không ai dám hận nhất thì mà bữa nay em rất con sầu riêng nó điên là sao? Đó, trời ơi. Nghĩ làm sao mà bữa nay con sầu riêng không biết nó kiếm ở đâu ra cái bộ hanbok nó mặc vô con người của nó. Hanbok là cái gì? Hanbok là cái bộ đồ của người Hàn Quốc á, người ta mặc đó. Đồ truyền thống của người ta đó. Có không? Kìa nó xuống kìa, đó. Nội không tin, nội nhìn đi, đó. Dạ không. Thôi dì xin lỗi con không điên, vì con quá điên. Con nội thấy không? Bữa nay con sầu riêng nó ăn nói nhiều gì hàng nền nè. Khác hẳn với con sầu riêng mọi ngày luôn á nội. Khi con người ta có một sự thay đổi mới, có nghĩa là trong đầu nó nhất định là có một kế hoạch mới. Mặc giống Hàn Quốc, đi giống Hàn Quốc, nói giống Hàn Quốc. Có khi nào nó tính du lịch ở Campuchia không ta? Mày bị khùng đó, xa xôi quá con. Từ Hàn Quốc mày qua Campuchia bị xa đó rồi. Hàn Quốc mình đi Campuchia thì đi du lịch thôi chứ đi Hàn Quốc làm gì có tiền. Nhìn cái kiểu này không phải nó đi du lịch đâu nội ơi. Nó muốn sâu sát như người Hàn Quốc, nó muốn sống như người Hàn Quốc, nó muốn trở thành người Hàn Quốc, nó muốn đi du học. Trời ơi, du học hả? Chắc cô ta đã bắt đầu chịu đi học rồi. Con đi du học Hàn Quốc hả con? Đâu phải sự hiểu nhầm nào cũng gây tai hại. Lần này biết đâu lại là điều may mắn. Trời ơi, con thích cái nghĩa dịu dàng. Trời ơi, con thích đi du học lắm bà cô. Thấy chưa? Trời, chị hai. Con nhìn chị mát tay ghê. Chị nuôi đứa nào đứa nó đi học mà con chỉ có hai đứa. Con sơ ri thì đi du học bên Sinh rồi. Con này chuẩn bị đi du học Hàn Quốc rồi. Con nhận chị mát tay quá. Mai mốt để con gửi chị nuôi cho đi du học. Mà đi du học không được thì đi du lịch thôi nha. Dạ, người Hàn Quốc không có ngồi nhăn đồ á má. Đúng rồi, người Hàn Quốc tao không ngồi đâu, tao quỳ không à, quỳ đi con. Dạ thôi, quỳ đau chân lắm nè. Trời đất ơi, cái gì kỳ vậy? Nè, má hỏi thiệt, có đúng là con ước mơ là được đi du học Hàn Quốc không? Dạ, đúng rồi đó má. Được rồi, yên chí đi. Bà cố sẽ giúp cho con đạt thành ý nguyện. Trời ơi, con nghĩ gì nè, ngoài bắt chước người Hàn Quốc ra thì mình còn phải thẩm định được cái văn hóa ẩm thực của người Hàn Quốc. Tại vì sao? Ăn không được thì không khỏe, khỏe không được thì không mập, mập không được thì không có sức để học. Có nghĩa là nó qua bên Hàn Quốc mà nó không ăn được món Hàn Quốc, có nghĩa là người ta cười nó quyền nhà quê, đúng không? Bây giờ á, cái vụ mà lo ăn uống cho nó từ đây cho tới cái ngày nó đi Hàn á là đậu lo. Nếu như mà con cứ ước mơ cao xa là đi du học Hàn Quốc để mang một cái tương lai tốt đẹp cho gia đình ngũ quả thì má tin là cả gia đình sẽ chung tay góp sức vì con. Dạ. Này tính sao vậy ta? Vì tương lai của con sầu riêng, vì danh dự của gia đình ngũ quả, đi chợ với nội liền mua đồ Hàn Quốc về nấu cho nó ăn. Dạ. Ăn chừng nào nó quen gia
ra đồ hạt thì mới thôi. Đi, dạ, đi coi. Đi thiệt luôn anh nội. Ở nhà coi chừng nói giùm tao. Trời ơi, con trời cưng quá à. Màn đét ơi, đáng lẽ là mình phải tập nấu món hàng, không ngờ bây giờ lại được ăn món hàng. Trời ơi, đã gì đâu. Sao cho mi ta? Ta cái gì mà ta? Nè, cho dì hỏi thiệt, phải đi du học Hàn Quốc không? Dạ phải. Thiệt nha. Dạ. Cái gì vậy? Cái gì mà vui giống như chảy hội vậy trời? Bà chính với chị Cầu đi tư ngoài đường là cười rồi, con biết rồi. Chắc là mới trúng số là mới bán được nhà phải không? Không phải trúng số đâu, chuyện nhỏ. Vui hơn bán nhà luôn. Không phải trúng số mà vui hơn bán nhà. Happy rồi. Vậy là lụm được tiền nè. Lụm được tiền đúng không? Trời ơi, cười trời ơi. Đứa mà cười vô duyên quá ha. Hèn chi tới giờ này ế luôn, không lấy được chồng đó. Nè, nó mệnh danh gì không biết không? Nụ cười mất cảnh giác, nó cười nhắm mắt rồi. Thôi chứ dù gì vậy, dù cười gì cái vậy? Nó chạy ngang, nó giật nó bông liền giờ đó. Nè, sao báo cho một tin mừng tuyệt đối cấm cười ngang. Gì hả? Con sầu riêng nhà chị sắp đi du học Hàn Quốc. Trời ơi, thiệt không? Nên, nên, nên. Cái nụ cười này mới vô duyên nè. Cái nụ cười của em nó kém duyên mà nó đỡ hơn nụ cười của chị nhiều quá chị Cầu. Ủa? Ta có niềm vui, ta được quyền cười chứ. Không, kém lại. Thông báo. Dạ. Một tương lai rất là gần đây. Một Việt Kiều từ Hàn Quốc trở về, mở một công ty, nó sẽ là đại gia, nó mua hết cái quán này luôn. Ờ mà không, mua cả khu phố này luôn. Thôi, bà Chính, bà Chính cười cũng tém tém lại, cười lố quá, lố. Trời có ơi. Niềm vui cứ bung cho nó hết. Trời ơi, con ngưỡng mộ quá à. Không ngờ sầu riêng giỏi vậy luôn á tao ơi. Trời ơi, nhưng mà không sao nha. Con sầu riêng á, nó rất là ái mộ con, nó thương con lắm. Sau này nó sẽ về mua cái quán của con với một cái giá cao ngất ngưỡng luôn. Thật ra thì mua cái quán này cũng chả để làm gì. Chị nghĩ chỉ có thể là để giữ xe hay là để đặt một vài cái thùng rác nhỏ trong gia đình xài thôi. Nhưng mà chị sẽ nói nó mua lại cho em với cái giá tương đối thấp, 1 triệu đô được không? 1 triệu đô được không? Trời ơi, tôi có nằm mơ vậy trời, 1 triệu đô. Thôi, tướng mày nhảy xấu. Trời đất ơi, chỉ có mua cái quán thôi mà mày mừng mày nhảy gì nè. Trời, tao tưởng mày gắn bó với cái quán này dữ lắm chứ. Dạ, con thương cái quán mình lắm nhưng mà con thương tiền á. Mừng quá. Chết, không được. Cái gì vậy? Tới giờ sầu riêng uống nước cam rồi. Sao biết hay vậy? Tại mọi bữa cái đúng giờ, khoảng giờ này nè, là sầu riêng nó sẽ ghé đây uống nước cam nhắc. Em phải đi chuẩn bị, nè phụ em, dọn quán, đón tiếp, làm gì, làm gì? Gì đây? Đang sớm mà. Ủa, đang hay sớm cái gì mà sớm? Trời ơi, chưa có cái là Việt Kiều mà tự nhiên kêu cái thằng này làm gì? Gạt lại con hả? Lại gì đây? Dạ không có. Con xin giới thiệu với mọi người, đây là anh Jun Kim. Anh Nhan Siêu. Dạ, ảnh là Việt Kiều Hàn Quốc. Con sẽ cưới ảnh rồi qua Hàn Quốc ở luôn. Hả? Lấy chồng Hàn Quốc? Dạ. Chứ không phải nó đi du học hả? Ủa sao không phải là đi du học hay sao? Bây giờ là con với nội làm to rồi. Bởi vì tao nói cái đại gia đình ngũ quả nè, không có giỏi gì hết trơn á, chỉ giỏi nổ thôi ha. Mày nghe chưa? Con chịu không thì con nhận nó đi nghe. Con bà nội dứt khoát là không chịu, con cấm cửa không cho bước vô nhà. Con gì mà bà cố, má tưởng đâu là con đi du học đem vinh quang gì cho gia đình, tưởng sao bây giờ không đi lấy chồng ngang xương vậy hả? Con thiệt là má thất vọng quá đi. Má không đồng ý. Đi về. Mà đứng này chồng Kim Tây Hi nó cười hả? À. La 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 la